bác nhá. Dược điếu này quay video cho các bác ba con điếu. Điếu chia gai, điếu nứa và điếu nứa các bác nhá. Đít gỗ nhưng mà làm rất kỳ công các bác này. Vân gỗ cực kỳ đẹp luôn. Nỏ thì cực kỳ kêu và vang các bác nhá. Bon tai giòn tiếng. Còn chất đống cực kỳ là đẹp luôn. Màu sáng các bác nhá. Màu tự nhiên đấy. Màu tự nhiên phơi thì ra cái màu sáng này này. Ống chắc chắn. Đẹp. Màu sữa sau này các bác dùng lên sẽ lên màu cực kỳ đẹp cho các bác. Còn đây là cây tre. Đấy. Cây tre 3 đốt. Độ dài của điếu là 65 cho đến 70 cm cho các bác dùng. Đấy. Test luôn âm thanh tiếng điếu thì các bác được nghe này. Điếu không bị ngắt quản các bác nhá. Cái bầu nước nó chuẩn lắm mà điếu thơm cực kỳ luôn. Đấy. Vì sao các bác hay bị nứt nỏ đây, nên nếu các bác nào để ý này, đan mây đây thì hay bị rẻ, nhưng mà vào đồng đây thì các bác vào nỏ thì nó lâu ngày thông lông gà nó dễ dàng hơn. Đấy. Đặc điểm cái lá đề đây, còn đan mây đây thì các bác không may các bác vỗ mạnh quá thì dễ bị nứt, đan mây thì nó đẹp nhưng mà vỗ dễ nứt đó nha. Đấy. Bác nào rước con nào thì rước đi ạ. Cực kỳ đẹp luôn, ống chất ống sáng đẹp.